Hello everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game thể loại mới ha. Một em game kiếm ma 3D, kiếm ma truyền kỳ H5 cũng là em đó ha. Ok, rồi, đầu vô thì như bao game khác thôi, chúng ta phải chạy cái nhiệm vụ tân thủ các bạn à. Ok. À, đầu vô nó cho luôn VIP 6 rồi nè, nhận quà VIP luôn ha. Đây, VIP 1 có bảo thạch, có đá, có ấy, rồi ở đây chúng ta sẽ có nhẫn ha. Vân vũ đặc giới, ok, đặc giới. Chúng ta có... lôi phong thổ tức, ok, lôi phong. Chúng ta có hạo vực thương khung đó, lực chiến 800.000. Và ớt VIP 5, ớt VIP 6 chúng ta có một cây thần binh vệ hồn khuyến, lực chiến 1.500.000 đó. Còn VIP thì anh em đánh hải để mà lên nha. Nào, ủa, tưởng đâu là cắn mấy cái đó vô là mở ra được. Ê, mở được chưa? Chưa luôn, nguyện hóa. Vượt ải tầng thứ mấy? Vượt ải thông quan 4 tầng mở. À, vượt qua tầng 4 là mở ra được rồi. Nào, để chạy tới cái nhiệm vụ tầng 4 cái đã ha. Đó, tầng 3 nè. Hiện là cũng có được khoảng 1.6 triệu ha. Đây, đây, up lên rồi mở đánh hơi gì nè, đó vô bồ ơi, giết chết con boss rồi. Boss đâu? À, rồi đây, thông quan tầng thứ 4 là mở được. Nào nào nào, lẹ nào bé ơi. Rồi nào, mở được. Bồi dưỡng Nguyễn Hóa. Không, đây đây đây, ma trận đó, ma trận ha. Nuôi dưỡng, bồi dưỡng, ok ok, vậy cũng được 2.000.000 rồi. Cánh thì nó nằm ở đây hả, quan vật đó, kích luôn. Rồi đặc giới nữa nè, đó, thần binh có thêm một cây 1.500.000 lực chiến nè. Rồi được 4.600.000 rồi các bạn ơi. Ngoài ra online điểm danh còn có vé tệ nữa ha. Đó, quyên tạp treo hưởng bối cảnh chí tôn đó, đó đó, ok ok. Đó, mở hoạt động còn mua được nữa hả. Để đi, chúng ta đến với thông tin server để mà nhập code nha các bạn. Đây, chúng ta có kiếm ma truyền kỳ ra nền tảng, khai mở máy chủ kiếm ma vào lúc 4 gì cắm kiếm ma 4 vào lúc 11 giờ ngày 20 tháng 2 2023. Chơi ngay kiếm ma TK chấm phân ha. Linh nạp xu nè. Đó, linh tích nạp tháng nè. Rồi kiếm ma TK chấm phân nè ha. Rồi linh tích nạp ngày nè. Rồi kiếm ma TK chấm phân u tát ngày nè ha. Rồi linh tích nạp tuần nè, kiếm ma nè ha. Đó, rất nhiều ha. Rồi linh đổi kim nguyên bảo và các gói phúc lợi, group Zalo, linh nhập code. Nhập code chúng ta ra ngoài web nhập nha. Đăng nhập tặng ngay free VIP 10, ớt VIP 6, hàng triệu kim cương, kim nguyên bảo. Tặng 1 triệu xu khi nạp lần đầu đạt mốc 500.000. Nâng gì, nhận feed code vô vàng vật phẩm như code tân hữu 3 triệu kim nguyên bảo. Bát ngoan Nguyễn Hóa kiếm cấp R số lượng 50, hoàng hà gì, hà quang nhu ảnh Nguyễn Hóa cánh cấp SR số lượng 1, thiên ma chiến giáp Nguyễn Hóa thần trang cấp SR, liên hoa đặc giới Nguyễn Hóa đặc giới SR, cường hóa thạch số lượng 20.000, vũ thần bồi dưỡng thạch số lượng 1.000, thần trang thăng cấp thạch 1.000, quan vật thăng cấp thạch 1.000, truyền kỳ long tinh số lượng 10, trí tệ tung văn 50, mười bảo thạch gì, mười cấp bảo thạch số lượng 5,
sự kiện Loan Tinh phá hồn Nguyễn Hóa Kiếm SR, Quỳnh Tinh Chiến Hổ, rồi Vũ Hần bồi dưỡng thạch số lượng 2000 thi hữu lưng hồi thạch, rồi 10 cấp bảo thạch số lượng 3 nữa ha. Like, share, comment, nhận quà, chuỗi sự kiện không thể bỏ qua. Đua top, top nạp, tự kể gì xe bờ mới nè ha. Sự kiện fan cứng nhận quà hàng tuần. ATM Momo tặng thêm 80% ha. Tặng 1 triệu gì? 1 triệu xu nạp lần đầu đạt mốc 500 ngàn kim gì? 500 ngàn ok. Quà cũng dành cho anh em tâm huyết nè ha. Ok ok. Ngoài ra còn có code ngày nữa, nhưng mà lên nhắn tin admin để lấy code tân thủ nào. Rồi ở đây có cái phần code gì, by chat gì đây. Trời ơi, code đây, code tân thủ kiếm ma nhập trong game được không ta? Rồi kích hoạt được không? Được, vậy là phải đổi ở ngoài rồi. Đây ok, nhập code ngoài này ha. Rồi ok, nhập code ngoài này ha, nhập code ngoài này ha. Rồi nhận quà luôn ha. Đây ok, thú nè hả, 10 cấp tiên thạch. Ủa coi kim nguyên bảo đâu ta? À vé nạp nè, vé nạp nè, đây đó, được 1 2 3 4 5 6 6 x 6 là 36. Bốn triệu mấy luôn, ngon lành ngon lành. Nhận được 3 triệu 6 nha các bạn ơi. Ngon ngon ngon. Đừng có nói lớn, mang chịu ạc nguyên phít cho coi như nghỉ luôn đó nha. Nhỏ nhỏ thôi. Đó, anh em nghe được rồi. Đó. Đây đây đây. Lễ bao đồ luôn. Rồi hết VIP 6. Đây nãy giờ được ôi trời. Ủa. À à à. Mình mới nạp. Rồi rồi, bây giờ nhập code ngày thôi các bạn ơi. Game có rất nhiều code ngày. Đây. Code ngày. Ủa hết hạn rồi hả? Trời ơi, ủa. Cái gì? Code mới up mà đã hết hạn. Này rồi nhắn tin lại hỏi admin chứ. Ok, anh em có chơi thì nhắn tin hỏi admin ha. Sao code mới up lên là hết hạn rồi. Đó. Ấp lực chiến nào anh em ơi, tới thôi anh em ơi. Đó, ấp lực chiến nè, ấp lực chiến nè, ấp lực chiến nè. Rồi rồi rồi, ấp nhanh quá, nó có hiện tượng lắc hả ta? Chậm hả, bị delay hả? Đó. Ok ok. Đây Nguyễn Hóa, nó có thời trang nữa nè, quang vật nè, rồi cánh nè ha, đặc giới nè, rồi tiên thạch nè, rồi Nguyễn Hóa nè. Ok. À Nguyễn Hóa cái cây đao này mà được 50 luôn á hả? Phải cả lòng. Đó cũng được 1 triệu mấy anh em. Trời cũng được 2 triệu lực chiến kìa, nổi gì đâu trời. Trời ơi, vậy là tính ra là nó giống như là số lượng không bằng chất lượng, ở lộn, chất lượng không bằng số lượng. Ừ. Đó. Giờ thì lực chiến mình mong rồi, được 10 triệu lực chiến rồi kìa. Đó. Chưa có làm gì nhiều hết nãy giờ. Trời ơi, cường quá nhanh đồ cái kiểu. Chúng ta có 4 triệu, chúng ta có thể nâng bot hỗ trợ lên. Đâu rồi, mà quan trọng nó mua được không? Mua được không ta? Ủa, nó không cho mua à? Trời ơi. Ok, ở đây mới có mấy cái quà nè anh em. Đó. Cái quà này nên mua hết nha, vì không phải lúc nào nó cũng bán đâu. Như là chỉ
có server mới thôi. Ok, nạp rút thăm. Rồi biết hồi nãy bóc chung đó được rồi. Rồi quà đăng nhập nữa nè ha. Đó. Đây, tình chiến à, quà tiêu phí nè ha. Tiêu phí quỹ trưởng thành nhân vật. Quan vật thăng cấp hạch. Có Nguyễn Hóa nữa kìa. Đó, Nguyễn Hóa cánh. Cái nào nâng được thì anh em mình nâng hết ha. Nâng xong rồi cho nó chạy auto nữa là đẹp luôn. Trời ơi. Đây nữa nè, đó. Nguyễn Hóa. Hồn đó. Lên nhiêu? 12 không? 12.7 luôn. Quá trời phiên bản cày cuốc lâu dài ha. Đừng phải chơi bữa nay mai nghỉ mốt về Mỹ nha. Đó. Gì đây? Võ Hần hả? Ồ, chính ra Võ Hần nâng được nhiều dữ ta. Đây có cái ma trận mới đây nè. 15 triệu. Ôi men, chạy vòng vòng tí mà được 15 triệu lực chiến rồi. Quá nhanh. Trời ơi, tí vô đánh boss nữa là hơi rồi. Đó, boss nè. Đây, mở auto lên cho boss nó đánh. Đây à. Đó, mày hả bự. Mà cái này đá nó không có bán trong shop các bạn. Trời ơi, ha, có bán mà mình không biết ta. Vô shop coi, mua hường ngày nè hả. Nè, cái gì vậy? Dòng binh tiến cấp hạch, lính đánh hơi, ha. Nó cần dòng binh mà đúng không? Thì vậy đây, dòng binh dưỡng hạch. Đánh hơi. Con này bỏ hần bồi dưỡng hạch. Vô coi lại coi. Hai viên hình như nó khác nhau các bạn ơi. Bên là tiến cấp, một bên là nè tiến cấp. Để thử 10 cái coi. Nhân vật. Không phải rồi. Vậy nói là cái quà nào ta? Trời ơi, heo tưởng đâu là nó khác. Đây. À, là trong này nè. Đó, đúng rồi. Ok. Mua tầm mấy triệu, 2 triệu hả? Đấy, thôi. Ừ, lên trên nữa. Đây cũng giống như con võ hầm nè. Đó, ơi tính ra hồi nãy mua võ hầm là đẹp rồi. Trời ơi. Đấy. Đó, đổi được nè ha. Các bạn lên tiếp thì nó sẽ đổi được con võ hần nữa nè. Đó. Ok liền. Nguyễn Hóa luôn chứ. Đây, Hóa. À, Hóa là trong này đó hả? Hóa. Ồ, nhưng mà khó kiếm trong đó lắm. Rồi, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha. Anh em nào có chơi thì có thể bấm vào link và tìm hiểu thêm ha. Phiên bản cày cuốc lâu dài nha các bạn. Ok. Thôi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Đó, bỏ hầm rồi đó.